Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng thầy Lợi nha các bạn. Thì hôm nay mình nói về viết số thành tổng các số hạng bằng nhau. Ví dụ trước, ví dụ 4 sẽ bằng 2 cộng 2. Đây là phép cộng nè, đây là phép cộng. Đây là số hạng nè, khi các bạn thấy hai số hạng này như thế nào ạ? Bằng nhau, được chưa ạ? Ok chưa ạ? Vậy để viết một số thành tổng các số hạng bằng nhau, các bạn cần làm những bước sau đây. Bước 1 các bạn lấy số đó chia cho số hạng, được chưa? Bước 2 các bạn viết ví dụ như viết 6 thành tổng của hai số hạng, được chưa? Vậy lấy 6 chia 2 bằng 3. Vậy 6 sẽ bằng 3 cộng 3, một số hạng, hai số hạng. Ok chưa? Tương tự ví dụ tiếp theo 12, hãy viết 12 thành tổng của ba số hạng thì lấy 12 chia 3 bằng bao nhiêu ạ? Nhẩm bảng của chương 3 giúp mình sẽ được 4. Được chưa? Vậy sẽ bằng 4, viết mấy lần ạ? 3 lần. 4 cộng 4 cộng 4, đây là tổng số hạng 1 2 3, đủ 3 số hạng. Ok chưa ạ? Rồi tương tự các bạn hãy bài tập các bạn hãy viết 18 thành tổng của 6 số hạng bằng nhau. Và ví dụ thứ hai 4 x 5 cộng 4 thành tổng các số hạng bằng nhau. Thì cái câu 18 thành tổng của 6 số hạng bằng nhau là các bạn dễ làm rồi. Còn cái bài B thì khó hơn chút xíu, các bạn phải tự biết chọn cho mình bao nhiêu số hạng, được chưa? Rồi các bạn hãy giải và comment kết quả ở video giúp mình. Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.